Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang, đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.